tới chuẩn chỉnh luôn. Mình mày mò 2 năm, mất 2 năm tới giờ. Hầu như tất cả máy ở trong xưởng này mình đều phải mua về, mình làm mới quá nửa và một phần còn lại thì mình mua về mà mình chỉnh lại cho nó đúng mục đích sử dụng mình. Ví dụ những cái hệ thống máy xe lá riềng, máy chiết xuất lá riềng ở thị trường không có, mình mua về rồi mình hiệu chỉnh lại, quá trình mình đặt người ta kêu người ta chỉnh lại cho mình, hoặc mình đích thân thay motor hay là sửa lại cấu trúc của nó để được mục đích mình mong muốn. Cho cái khâu của thủy nó đỡ. Có giờ mới hỏi nói chuyện này. Đẹp đẹp nhé, mà đẹp ăn mới ngon. Nó đậm màu xuống cho anh coi, lá riềng thực sự vậy á. Chứ còn nếu mà thì cái bánh chưng này nó khác hoàn toàn bánh chưng truyền thống ở chỗ là cái linh hồn của cái bánh chưng này là cái lá riềng, nước cốt lá riềng trộn vào. Nhờ vậy nên cái bánh chưng nó có một cái màu rất là đẹp, đó là màu xanh như ngọc. Và đồng thời nó có cái dược tính là chống đầy hơi, tan mỡ, hỗ trợ tiêu hóa. Và đặc biệt những cái người mà ăn nếp mà bị cái cảm giác nóng của họng thì khi ăn bánh chưng lá riềng này sẽ không bị. Thời gian nó càng dài á thì mình càng nghiên cứu và đầu tư nhiều hơn. Thì hiện nay là ngày hôm qua mình vẫn còn đầu tư á, và trong thời gian tới nữa thì ít nhất trong đầu mình đang có sẵn hai cái hạng mục mình sẽ làm tiếp nữa. Hạng mục thứ nhất là hạng mục rửa bằng sóng siêu âm, công nghệ mới trên thế giới, mình đã nhập từ vật tư về rồi, nguyên vật liệu về rồi, phụ kiện á, nhưng mà mình chưa có thời gian ráp. Cái thứ nhì là cái máy tự động cắt cái cuống của lá dong, sử dụng nguyên lý của cái áp suất âm. Gói bánh chưng truyền thống, nếu như mà mình là một người tay ngang mình vô á, chắc chắn là mình sẽ xin lỗi em không làm được. Bởi vì sao? Cha ông mình không có truyền lại, mà nhà mình, gia đình mình hồi xưa giờ cũng không làm bánh, mình sẽ rất là khó để mà hỏi làm sao một kỹ thuật nó đúng để mà ra được một cái bánh ngon. Nhưng mà đối với cái chưng dây chuyền của anh Tưởng thì anh Tưởng thiết kế rất là đơn giản, là gói cho bước thứ nhất như là cái gạo vô, rồi tới đậu vô, rồi gạo vô, rồi nền chạch cái, rồi mình xếp lá lại, chuyển lên băng này, đẩy qua đây để mà mình bắt lạc lại cho nó chạch, cái là thành được cái bánh rồi. Đây là chỉ tới, đừng lú ra ngoài, rồi là sai. Từ từ nè, để ở giữa nè. Đây.